Tôi truyền hình trực tiếp tự thiêu cho hàng tỷ khán giả xem chỉ vì chứng minh cho mọi người thế giới này có thể tu tiên, mà tôi lại không biết chính mình chỗ ở tu tiên thế giới này chỉ là một chương trình truyền hình thực tế được thiết kế tỉ mỉ tất cả yêu hận tình thù đều là kịch bản cầu huyết, mà ngự kiếm phi hành, bất quá là hình chiếu ba chiều nhất kiếm khai thiên môn cũng chỉ là đặc hiệu chế tạo nhưng tôi lại tin tưởng những điều này lập chí muốn chứng minh đại đạo cầu trường sinh mà dáng vẻ tôi nỗ lực tu tiên ở trước mặt hàng tỷ người xem toàn cầu đều là dáng vẻ buồn cười không thôi nhưng bọn họ tuyệt không nghĩ tới. Tôi lại thật sự tu luyện thành tiên trước mắt bọn họ. Đúng vào ngày kim đan đại thành của tôi, tôi thấy mình bị khóa trong vô số suy nghĩ, vì thế tôi một kiếm phá trời cao, làm vỡ 50 vạn cái camera. Tôi tự hào nhìn về phía mọi người, sao các người lại trốn trong góc, linh thú của các người đâu, còn có, sư tôn ngươi không phải đã chết rồi sao? Lúc này tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, cả thế giới đều là diễn viên. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa hay biết gì, nhìn vạn người trước mắt ngự kiếm phi hành, loại hình ảnh cùng khí thế khó có thể tưởng tượng này, quả thật làm cho người ta rung động, tôi giờ phút này đã hoàn toàn tin tưởng chính mình đi tới tu tiên thế giới. Mà tôi không biết rằng, khán giả đang xem truyền hình trực tiếp đã cười ngất trời, chương trình này quá kém cỏi rồi, còn nhạc nền nữa chứ, có ánh sáng trong mắt hắn, hắn thật sự tin a, à, ha ha ha. Khu vực bình luận toàn là các loại trào phúng, tỷ lệ người xem chương trình vừa phát sóng, từ 0,9% tăng lên 1,2%, chỉ trong vài phút, số người xem tăng lên hàng trăm triệu. Mà tôi không hay biết gì cả, âm thầm thề, nhất định phải tu tiên thành công. Đột nhiên, ở mi tâm tôi hiện lên một đạo kim quang, kiểm tra thấy ký chủ là tín đồ thành kính duy nhất của một phương vũ trụ tu tiên hệ thống bắt đầu trói buộc nghe thấy âm thanh này tôi chỉ hơi ngẩn ra cũng rất thản nhiên tiếp nhận hiện thực dù sao tôi cũng xuyên không rồi có hệ thống xuất hiện không phải là chuyện bình thường sao vì vậy tôi nhấp vào trang đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu hướng về phía đông lập một nguyện vọng tu tiên ở thông thiên kiều phần thưởng nhiệm vụ một linh căn bình thường sau khi xem xong nhiệm vụ dù là linh căn bình thường nhưng tốt hơn là không có gì đời trước tôi đã nằm một nửa thời gian ở trên giường yên lặng chờ cái chết đến Cuộc sống này, không chỉ có một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn có thể tu tiên, tôi còn có cái gì mà không biết đủ. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ lấy lòng biết ơn, yêu cuộc sống, nghiêm túc tu tiên, tôi đột nhiên cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Các đệ tử xung quanh thấy tôi, đột nhiên lâm vào trầm mặc, họ không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu tôi, chỉ nghĩ rằng tôi là đắm chìm xuyên không, ở thế giới tiên hiệp không thể tự kiềm chế. Vài tên đệ tử thực tập ngoại môn cố ý tăng âm lượng lên, lớn tiếng bàn luận, không ngờ lại là tu sĩ trúc cơ, thật hâm mộ, nguyện một ngày nào đó ta cũng có thể ngự kiếm ngao du thần châu, chúng ta cũng phải cố gắng tu tiên. Tôi bị kéo trở lại thực tại bởi những âm thanh xung quanh, nhìn vào sự non nớt tương tự như tuổi tác của tôi, trên khuôn mặt toát ra ước mơ về tương lai. Tôi cũng không khỏi bị cảm động bởi bầu không khí khích lệ này, lần nữa xác định cả đời này ta muốn chứng đạo trường sinh. Cảnh tượng này của tôi lại bị người ngoài sân cười phun ra, đều phun trào trong ánh mắt kiên định tu tiên của tôi. Mắc cười chết đi được, hắn lại bị cảm động, tôi thấy trong mắt hắn khát vọng cuộc sống tốt đẹp, tại sao hắn lại nghiêm túc như vậy, cười không nổi nữa, khán giả cũng ngày càng mong chờ những nội dung tiếp theo. Lúc này tông môn trưởng lão Lý Tầm Đạo đang dẫn dắt chúng tôi để đệ tử ngoại môn tham quan hộ tông đại trận. Toàn bộ sơn mạch đều bị hộ tông pháp trận bao phủ, đem những yêu thú khát máu kia ngăn cản ở bên ngoài tông môn. Khi đi đến một ngọn đồi, Lý Tầm Đạo dùng ngón tay chỉ về đống đổ nát, nói các ngươi biết vì sao có đống đổ nát này. Nửa tháng trước, một con hổ yêu cao trăm mét xông vào tông môn và bị giết ở đây. Trăm mét hổ yêu, lòng tôi chợt sinh chấn động, thật sự không tưởng tượng ra đó là bộ dáng gì chắc là cùng đẳng cấp với Godzilla và Ultraman, thế giới này quá nguy hiểm đi a, à? tôi quyết định, sau này nhất định phải cẩn thận. Sau đó, tôi nhịn không được hỏi trưởng lão, có thể chẻ một ngọn núi thành hai nửa thì cần cảnh giới gì? Lý Tầm Đạo thản nhiên nói, chúc cơ kỳ có thể làm được, trong Huyền Thiên Hạo Tông đệ tử chúc cơ kỳ, có hơn 10 vạn người, bọn họ ai cũng có thể. Nghe được lời nói của hắn, tam quan của tôi như vỡ nát, trong tiểu thuyết Kim Đan đi đầy đất, Trúc cơ không bằng chó, có vẻ như, chúc cơ kỳ đã bắt kịp tên lửa rồi, mà tu sĩ Kim Đan kỳ, chẳng phải là có uy năng của đạn hạt nhân sao thật kinh khủng nghĩ đến chính mình thân phụ hệ thống chỉ cần không tìm đường chết thì có thể thành tựu đại năng tôi nhớ mày lặng lẽ lui về phía sau mọi người nhưng mà lúc này phòng truyền hình trực tiếp bình luận nóng như nước thủy triều nếu hắn biết mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều bị truyền hình trực tiếp sợ là tức chết ngay tại chỗ ha 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 nhớ mày lui về phía sau mọi người nữa chứ thiết lập chương trình cũng quá vớ vẩn đi trúc cơ chính là rác rưởi tổ chương trình khi nào thì sắp xếp kỳ ngộ cho phương tu rất nhanh Lý Tầm Đạo liền mang theo chúng đệ tử đi tới một cầu lớn, hai đầu cầu không nối liền với núi, chỉ lơ lửng giữa không trung, dưới cầu vạn trượng vực sâu không thấy đáy, còn có sắc khí cương phong hô quyển mà lên. Các ngươi cẩn thận, nếu từ đầu cầu rơi xuống, ta cũng không thể cứu được các ngươi. Nói xong, Lý Tầm Đạo giấu ở trong tay áo, tay ấn nút từ tính, dùng mũi chân chạm nhẹ mặt đất, cả người liền nhẹ nhàng bay lên mấy mét, rồi đáp trên cầu đá. Tuy rằng hắn chỉ là vai phụ cấp thấp nhất, tổ chương trình không sắp xếp cho hắn đạo cụ công nghệ cao, nhưng hệ thống định vị tự động vẫn có để hắn đảm bảo hướng bay. Mấy đệ tử thực tập phía sau hắn cũng liên tiếp đuổi theo, thậm chí có người chỉ dựa vào thân thể lực, trực tiếp nhảy ba bốn thước rồi vững vàng đáp trên cầu đá. Thấy điều này, khiến tôi bội phục các sư huynh vạn phần, sau đó tôi đến gần vách đá, nếu muốn lên cầu đá, phải nhảy qua khoảng cách 2 mét, chỉ cần sơ ý một chút, sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Ngay khi tôi đang cố hết sức, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng tôi, "Sư đệ, ta sẽ dẫn người qua đó." Không đợi tôi kịp phản ứng, tôi đã được nâng lên, cả người liền bay lên. Giữa không trung, tôi ngẩng đầu nhìn lên trong phút chốc làm tôi hoảng hốt chưa từng thấy qua nam tử nào thanh tú ôn nhu như vậy nhất là vành tay nhỏ tinh xảo tới cực điểm kia nếu không phải lý trí kiềm chế tôi cũng không nhịn được muốn đi lên dài dòng một chút sau khi đến cầu đá tôi không khỏi sườn gai ốc không ngờ nhìn một gã nam tử cũng có thể say xưa như thế sau đó tôi quan sát cây cầu đá này toàn thân được làm từ cẩm thạch treo lơ lửng trên vực thẳm thông tới ngọn núi lớn sương mù lượn lờ ở phương xa quả thật có loại ảo giác đang lâm tiên giới đây chẳng phải là thông thiên kiều sao ngay sau đó tôi gọi hệ thống ra và ấn vào nhiệm vụ ghi chú cho nhiệm vụ đạo tâm thành kính có thể thăng cấp khen thưởng tôi quay mặt về phía đông ánh mắt lóe lên không khỏi hồi tưởng lại kiếp trước kiếp này nhân gian nhiều khó khăn chúng sinh khổ lạc không đều bị trói buộc khó tự tại nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang sau đó tôi thành kính quỳ xuống phát nguyện ta đời này tâm hướng đại đạo vừa nhập đạo liền trung đạo mặc dù vị ti chưa dám quên ưu thế vọng thiên địa thần linh bảo hộ nếu có cơ hội đăng tiên thành thánh ta nguyện thiên hạ mọi người như rồng nguyện tiên đạo vĩnh viễn bất diệt Giọng tôi trong trẻo vang dội, mang theo ý chí quyết tuyệt xuyên qua thiên địa làm cho người ta cảm động. Lý Tầm Đạo và 49 diễn viên đều đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Mặc dù họ đều là diễn viên, nhưng bởi vì biểu lộ chân thành của tôi, trong phút chốc có chút rung động. Ngay khi mọi người cảm thán, một âm thanh vang lên trong đầu tôi, ký chủ phát nguyện cảm thiên động địa, phần thưởng thăng cấp, chúc mừng ký chủ, thu được một căn linh căn không bình thường không có gì lạ. Lúc này, trong đầu tôi phát ra một sợi, một ánh sáng nhàn nhạt bay ra, hòa nhập vào xương sống của tôi tôi phấn khích không thôi không hổ là một căn linh căn không bình thường không có gì lạ không chỉ to còn to và dài thậm chí phía trên còn có gân xanh nổi lên tôi luôn cảm thấy như nó đã từng rất quen thuộc lý tầm đạo không biết khi nào thì đã đi tới ở bên cạnh tôi vỗ vỗ vai tôi nếu có một ngày ngươi tu tới luyện khí tầng 7, lão phu có thể thu làm đồ đệ tôi nghe vậy mừng rỡ dập đầu 10 cái đa tạ lý trưởng lão lý tầm đạo nghe vậy cười đắc ý tư thái tài trí hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ một cái vẫy tay đưa chúng tôi vào vườn thuốc trong kịch bản không hề có lời thoại nhận phương tu làm đồ đệ đạo diễn phòng phát thanh dập tắt mẩu thuốc lá trong tay liền ra lệnh cho đội biên kịch đó chính là đem lý tầm đạo tự ý sửa kịch bản này thêm vào kịch bản cái chết thân bại danh liệt tử tướng thê thảm là đạo diễn chính của chương trình này hắn có quyền lực tuyệt đối bất cứ diễn viên nào dám thách thức ý chí của hắn sẽ bị viết thành chết ngay lập tức sau đó hắn còn không quên khen ngợi nhân vật chính một chút trình độ nhập vai của phương tu vượt xa mong đợi chương trình rất có hiệu quả anh ta đã làm rất tốt tôi không nỡ ngược đãi anh ta nghe đạo diễn nói như vậy mấy người ở phía dưới đội biên kịch bắt đầu nịnh nọt đạo diễn trần không cần tự trách để cho tác phẩm ta thật có thể tu thành tiên trở thành tác phẩm có một không hai sự hy sinh luôn là điều không thể tránh khỏi phương tu nếu biết được sự thật cũng sẽ hiểu được dụng tâm lương khổ của đạo diễn trần mà dù sao hắn cũng chỉ là mất đi một cuộc đời thật sự không có riêng tư bị cả thế giới tìm niềm vui mà thôi mà đạo diễn trần đã phải trả giá đó là mồ hôi cần cù của sáng tác cho nghệ thuật đạo diễn nghe đến đây nhẹ nhàng uống một ngụm trà rất là hài lòng nghĩ đến nhân vật chính được hàng tỷ người quan tâm chẳng qua là con rối dây trong tay mình, hắn liền có một loại khoái cảm tựa như chúa tể. Về phần tôi trong chương trình, trong mắt hắn ta chỉ là công cụ biểu diễn mà thôi. Lúc này chương trình, tôi theo chúng đệ tử đi tới dược viên, sau này nơi này chính là nơi tu luyện của người. Ta thầm nghĩ, không hổ là thất đại tu hành thánh địa, thân là đệ tử thực tập thấp kém nhất, cũng có thể ngủ trong phòng ngủ hai người. Nhưng mà không gian 30 mét này, chỉ có một cái giường lớn ở giữa căn nhà, nhưng tôi không quan tâm, tu tiên thế giới nên tùy ý tiêu xái, không câu nệ tiểu tiết. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân một đệ tử thực tập dáng người hơi mập đi vào bởi vậy người này chính là bàng sư huynh luyện khí nhất trọng thấy hắn đi vào tôi vội vàng tiến lên thân thiết cầm tay hắn nhiệt tình gọi sư huynh lần này làm cho hắn bối rối luôn bởi vì theo yêu cầu của đạo diễn hắn là tới cố ý bới móc muốn cho phương tu tại trọng sinh ngày đầu tiên kiến thức đến thế giới tu tiên tàn khốc vô tình trước khi nhận được ngón tay vàng từ tổ chương trình ngày nào cũng bị đánh ngày nào cũng thấy máu đó là cách duy nhất để khán giả nghĩ chắc chắn đây không phải kịch bản nhưng không đợi bàng sư huynh mở miệng tôi vừa pha trà vừa xoa lưng còn hỏi han ân cần làm cho những lời thoại đã chuẩn bị của hắn không thể phát huy được dựa theo kịch bản hắn vừa cùng phương tu tiếp xúc phải kiếm cớ đánh phương tu một trận nhưng giờ không còn nhiều thời gian nữa không quan tâm nói lời thoại gì nữa giơ nắm đấm lên và đấm nhưng đúng lúc này một người cao gầy thân ảnh từ ngoài đi vào phòng nói bàng thanh hoa ngươi đến phân viện của ta làm gì người tới chính là vân giao hắn thần sắc kinh ngạc trong mắt tràn đầy khó hiểu theo kịch bản lúc này hắn sẽ vào bàng thanh hoa hẳn là đã đem phương tu đánh cho gần chết nhưng bây giờ hai người tay trong tay đối mặt bàng thanh hoa mặt ửng hồng một bộ thể non hẹn biển tình hình gì thế này bây giờ bàng thanh hoa trong suy nghĩ sắp khóc rồi vân tỷ tỷ ngươi là nữ chính ẩn quan trọng trong kịch bản vào trễ vài giây cũng không sao mà tôi chỉ làm đoạn kịch bản nhỏ còn có thể đánh chết nhân vật chính sao bàng thanh hoa vẫn to gan quát lớn vân thanh dương ngươi đừng xen vào việc của người khác vân giao giận dữ mắng mỏ hắn thật to gan dám hành hung đệ tử ở trong tông môn sau đó nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm may mà năng lực ứng biến của mình rất mạnh Lời thoại cuối cùng cũng nói đúng. Ngay sau đó, nàng liền đá Bàng Thanh Hoa ra khỏi phòng, Vân Giao ân cần chắp tay, phát ra thanh âm sang sảng như nam tử. Tam Tử Vân ra quận Thanh Hà, Vân Thanh Dương, từ hôm nay trở đi liền cùng sư đệ ở chung một phòng. Tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, thì ra đây là sư huynh cùng phòng của tôi. Nhìn lúng đồng tiền thật sâu trên mặt hắn và đôi môi mềm mại ướt át kia, tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác thập phần không ổn. Công bằng mà nói, tôi thả ở cùng Bàng Thanh Hoa mỗi ngày bị đánh, cũng không muốn gần gũi với người này vân sư huynh sớm chiều ở trung giường trung gối mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp thấy một màn này đều nổ tung đều châm chọc tổ làm chương trình chọn diễn viên có thể dùng điểm tâm hay không quả thực đem chỉ số thông minh của khán giả đè trên mặt đất ma sát mà vân thanh dương này còn thiếu ở trên mặt viết rõ ra ta là một đại mỹ nữ một đám giang hồ nói tổ chương trình chọn diễn viên không được nhưng tôi thấy các người nhìn còn hăng hái hơn bất cứ ai tôi chỉ nói rõ một chút vân giao không phải nữ chính tôi sẽ ngừng xem ngay lập tức sự xuất hiện của vân giao khiến nhiệt độ của chương trình lại tăng cao mặc dù khán giả rất phần nàn về việc chọn diễn viên nhưng nhiều hơn là yêu cầu cho vân giao thêm nhiều ống kính hơn rất nhiều người thậm chí còn tìm ra ảnh chụp của vân giao nhìn gần nhìn xa nhìn ngự tỷ các loại đủ mọi kiểu dáng nhưng mà tôi căn bản không biết vân sư huynh là nữ sau khi dọn dẹp vệ sinh tôi gọi vân sư huynh này vào ngủ cùng vân giao ôn hòa để cho tôi ngủ trước nói mình còn muốn đả tọa tu luyện thêm nhìn vân huynh chăm chỉ như vậy tôi cảm thán từ tận đáy lòng quả nhiên bất kể kiếp trước hay kiếp này đều có những học bá tồn tại đây là cuốn thật trong lúc nói chuyện phiếm tôi cũng có hiểu biết sâu sắc hơn về vân sư huynh vân sư huynh là con trai của người giàu nhất thị trấn tác phẩm thổ linh căn luyện khí kỳ tam tầng cảnh giới có 50 đệ tử thực tập tại chín vườn thuốc vân sư huynh trong đệ tử là tồn tại xếp hạng 3, thật là một nỗ lực tuyệt vời tôi cũng muốn tu luyện đáng tiếc lúc mà tôi xuyên không qua không có hấp thụ được ký ức của nguyên chủ cơ thể này tôi thở dài lặng lẽ lên giường cởi quần áo ra nhưng mà cũng là lần đầu tiên cùng vân sư huynh ngủ tôi ít nhiều không thể buông thả được hôm nay không ngủ khỏa thân nữa vậy tạm thời mang vớ vào sau khi nằm trên giường, tôi suy nghĩ, phải cùng Vân sư huynh thảo luận trao đổi nhiều hơn, tìm hiểu thăm dò đạp sờ linh căn, thăm dò sâu cạn lẫn nhau. Chỉ là tôi từ đầu, linh căn cùng thân thể dung hợp, tôi không cảm thấy có gì khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì tư chất tu luyện của mình quá kém sao? Vì thế tôi mang theo ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía Vân Thanh Dương sư huynh. Chỉ thấy hắn khoanh chân mà ngồi, quanh thân đã có lác đác điểm sáng tụ tập, vòng quanh thân thể đơn bạc chậm rãi xoay tròn, trông rất là chuyên nghiệp. Có lẽ là tu luyện đến trình độ nhất định, trên trán Vân sư huynh còn chảy ra chút mồ hôi, lông mày cũng hơi nhíu nhẹ xem ra quá trình tu luyện cũng tràn ngập thống khổ cùng gian khổ bất quá chờ ngày mai sau khi nhiệm vụ đến tôi sẽ có công pháp của riêng mình tôi ngồi dậy và quan sát thật kỹ xem Vân sư huynh tu luyện như thế nào nhập định có thể tổng kết ra một số kinh nghiệm nhưng mà vân giao lúc này tâm tình phi thường tức giận chân cô ấy sắp tê cứng rồi đây là lần đầu tiên cô ấy xuất hiện trước công chúng hơn nữa còn cùng đàn ông xa lạ ngủ cùng giường cô vốn có chút khó chịu vốn định mượn danh nghĩa tu hành kéo dài một ít thời gian chờ phương tu ngủ rồi nói sau ai ngờ tên này Vừa mới lên giường, liền Quang Minh chính đại cởi sạch quần áo, sau đó nhìn chằm chằm mình đánh giá từ trên xuống dưới, hai ánh mắt như bàn tay to vô hình lướt qua người mình. Nếu không phải đeo đạo cụ mô phỏng các bộ phận quan trọng trên cơ thể, nhìn giống y như thật này, vân giao đều cho rằng mình bị phương tu nhìn thấu nữ thân. Cảnh này cũng làm cho khán giả trong phòng trực tiếp ngồi không yên, vân giao đỏ mặt, yêu rồi yêu rồi, 300 năm trước, người đều phóng khoáng như vậy à? Vừa mới quên biết là có thể thẳng thắn gặp mặt, nghe nói thời đó, vật tư cần cỗi điều kiện đơn sơ nhiều người bơi trong cùng một bể bơi nữa. Vân Giao tâm trạng xấu hổ, làm cho vô số khán giả nam say xưa nhìn. Trong khi tôi chăm chú nhìn Vân Huynh tu luyện, trong đầu hệ thống phát ra nhắc nhở, nhiệm vụ đánh dấu hôm nay cập nhật mới, đến Vân Hải Kim Đỉnh, nên đón lễ rửa tội của chiều Nhật, cảm ngộ lực lượng tự nhiên. Tôi kích động nhảy ra khỏi chăn, bởi vì công pháp tu luyện của tôi sắp tới rồi, vì thế vội vàng mặc quần áo tử tế, liền đi tới Vân Hải Kim Đỉnh. Đợi không biết bao lâu, phía đông bắt đầu tỏa sáng, một chút ánh sáng đỏ tỏa ra từ mép màn đêm trong tầm mắt bị biển mây che đậy hơn phân nửa núi xa núi gần núi xuất hiện hình dáng mơ hồ dưới một ánh sáng lớn giống như thiên quân vạn mã lại buồm san sát có vẻ kỳ quái trong phút chốc một vòng mặt trời nhảy xuống biển vạn dược sơn đỉnh tắm rửa dưới ánh sáng xanh vàng huy hoàng giống như nhân gian đế cảnh lúc này tâm thần tôi bay bổng kích động dâng trào không nhịn được gần biển mà uống đại bàng dương cánh ba ngàn dặm nhật nguyệt càng khô nhất tuyến đồng sau đó nhắc nhở đánh dấu thành công vang lên chúc mừng ký chủ thu được một quyển khí quyết bình thường không có gì lạ ký chủ cảm ngộ thiên địa vĩ lực phần thưởng tăng gấp đôi chúc mừng chủ ký đạt được thần cấp dẫn khí đan ba viên trong đầu tôi có ba viên đan dược mờ ảo cùng một quyển ngọc giản từ giao diện hệ thống bay ra sau đó ngọc giản quang mang đại thịnh hóa thành một đạo ánh sáng tỏa ra trong đầu tôi hình thành chín bức mạch đồ và ngàn chữ kinh văn vô thủy đạo nguyên kinh thiên giai công pháp nhất thời trong đầu tôi hiện ra mạch đồ và kinh văn phức tạp mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn nhưng tôi lại vô sự tự thông trong nháy mắt lại nắm giữ tất cả ý nghĩa của kinh văn sau đó tâm niệm của tôi chuyển động đạo kinh chậm rãi vận hành trong cơ thể tính toán cảm ngộ thiên địa linh khí cùng dẫn khí nhập thể kết quả tôi vận hành khí quyết liền phát hiện thiên địa linh khí bằng bạc của huyền thiên hạo tông không ngờ một tia cũng không thể hấp thu được điều này khiến tôi không khỏi hoài nghi linh căn là giả vì thế tôi mở lòng bàn tay lấy ra hệ thống thưởng thần cấp dẫn khí đan một tay nhét vào trong miệng điều này làm cho người của tổ chương trình ngồi không yên lập tức sắp xếp người đi điều tra xem tôi ăn cái gì nếu uống thuốc độc thì phiền phức lớn vân hải kim Đình khi dẫn khí đan vào bụng trong nháy mắt liền một lần nữa nổi lên quang mang từng luồng thiên địa linh khí thuần khiết đến cực điểm không khí như hóa thành con rồng lớn ở phía sau lưng tôi chỉ cảm thấy thân thể chấn động một loại chưa từng có cảm giác quét qua toàn thân đầu óc một mảnh thanh minh trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều chuyện không nghĩ ra thân thể tràn đầy sức mạnh ngay khi tôi nhận ra sự thay đổi trong cơ thể một tiếng nổ vang lên ngươi là đệ tử của núi nào không lo đi ngủ ở trên đỉnh núi này làm cái gì tôi mở mắt ra nhìn lên là một nữ tu khí chất siêu phàm thoát tục tựa như tiên tử làm cho người ta có một loại mỹ cảm trích tiên hạ phàm. Chỉ tiếc, từ góc nhìn của tôi ngẩng đầu nhìn lên, tầm mắt vừa vặn bị hai cái ngọn núi rất tròn nhô lên ngăn cản, làm tôi không thể nhìn thấy nàng tiên. Thấy tôi không nói gì cả, tiên tử ngự kiếm đáp xuống, bàn tay ngọc của nàng nhanh như chớp, một phát chế trụ mạch môn của tôi. Sau khi xác nhận tôi không trúng độc, liền thu hồi ngọc thủ, rồi giấu tay trong tay áo trà sát ngón tay, trong lòng thầm mắng. Bộ phận hậu cần làm việc kiểu gì thế này, diễn viên chính trước khi tỉnh lại cũng không biết tắm cho hắn. Sau đó, nàng dặn dò tôi chú ý an toàn, liên ngự kiếm mà đi, toàn bộ quá trình tôi đều không thấy rõ hình dáng của tiên tử. Tiên là gì, phiêu miểu thần bí, khó thấy chân dung là tiên, và cô ấy thật sự là rất lớn. Trong ánh mắt của tôi toát ra một tia hướng tới, không biết khi nào mình mới có thể ngự kiếm phi hành. Tôi nhìn biển mây cuồn cuộn cùng bóng lưng tiên tử đi xa, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, thế giới này không có xe hơi, tu tiên giả xuất hành đều dựa vào các loại pháp khí, đó chẳng phải đều là kiếm chấn, đao chấn, địch chấn, thuyền chấn, thú chấn. Này này, thật kinh khủng, mình phải cố gắng tu tiên vị tiên nữ lộng lẫy kia thật ra là bác sĩ của tổ chương trình sau khi trở lại đoàn hậu cần mọi người nhao nhao hỏi phương tu rốt cuộc ăn cái gì bởi vì phát sóng trực tiếp bắt đầu quần áo của phương tu đều là hậu cần thay không thể có thứ mà mọi người không biết chỉ thấy vị thầy y tiên tử kia cười ra tiếng người tôi nghi ngờ là phương tu trà sát bùn trên người thành viên trên đường đến đây tôi đã xác nhận suy đoán của mình còn cố ý người bây giờ dạ dày vẫn còn chưa khỏe đạo diễn nghe đến đây giận tím mặt hỏi bộ phận hậu cần đang làm gì hậu cần động bộ hô to oan uổng trước khi đạo diễn phát sóng chúng tôi đã sắp xếp hai nữ trợ lý đưa phương tu trên dưới trước sau ngay cả ra trong ra ngoài cũng không nhiễm một hạt bụi tôi còn tự mình kiểm tra mỗi chỗ đều tự tay sửa qua chắc chắn rồi không ai trong số họ biết điều này tôi tẩy gân tẩy tủy loại bỏ tạp chất trong cơ thể mà con rối trong mắt bọn họ kỳ thật đã thay ra đổi thịt tôi quay trở lại phòng vân thanh dương sư huynh còn đang ngủ say tư thế ngủ rất khiếm nhã gần như chiếm trọn giường khóe miệng giường cũng treo một chút nước miếng ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên người vân thanh dương da thịt trắng nõn lộ ra, trong suốt thấu triệt giống như mỡ đông, ít nhiều thấy thiếu một chút nam cương khí, đã thế, trên người một chút lông cũng không có. Tôi bĩu môi, không dám nhìn thêm nữa, sau đó lấy hai thùng nước trong sân tắm rửa. Khi tôi tắm xong, cả người khỏe đẹp hơn hôm qua, mặc dù tướng mạo không thay đổi, nhưng lại càng đáng chú ý hơn. Cảm giác này giống như từ độ phân giải 480 chuyển sang độ phân giải 720, mặc dù vẫn là khuôn mặt đó, nhưng là với khí chất độc đáo này. Ước chừng qua hai chén trà, Vân Dao còn ngái ngủ từ trong phòng nhỏ đi ra, còn ngáp ngủ và chấp tay với tôi, vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi, sư đệ, ngươi người người. Vân Giao dụi dụi mắt, nhìn kỹ lại, trong ánh mắt có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà tôi đang đứng trước mặt cô ấy lúc này, mặc dù con người không thay đổi, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không giống, cả người giống như thêm một lớp kính lọc, không ngờ còn có một chút đẹp trai. Tôi bị Vân Giao nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, Vân sư huynh, ánh mắt ngươi nhìn ta là lạ, không biết vì sao, tim tôi đập nhanh hơn. Nếu là bị nữ sinh xinh đẹp nhìn chằm chằm, phản ứng này cũng là bình thường, nhưng bị vân sư huynh nhìn mà phản ứng sinh lý trong lúc nhất thời tôi cũng có chút luống cuống sư đệ hôm nay tinh thần bừng bừng tu hành có chút tinh tiến nhỉ vân giao cười ha ha thuận miệng nói qua loa trong lòng tôi nghiêm nghị sư huynh tuệ nhãn như đuốc vân thanh dương chỉ là luyện khí tầng 3 là có thể nhận ra những thay đổi nhỏ của tôi nếu là gặp phải cao giai tu sĩ chẳng phải là cùng trần chuồng chạy giống nhau sao không còn sớm nữa vân sư huynh liền mời tôi cùng đi đến đại điện học tập thần thông thuật pháp dọc đường lục tục đi ra rất nhiều đệ tử từ dược viên khác dọc theo đường đi lưu díu trò chuyện các loại tám trong lúc nhất thời giống như trở lại thời học sinh tôi ở đại điện cùng một đám sư huynh đứng chờ hồi lâu chỉ nghe oanh một tiếng một thiếu niên tuấn tú chân đạp phong hỏa luân mặc hồng lăng tay cầm trường thương chạy như bay tới nếu không phải thiếu niên này mặc đạo bào màu trắng tôi cứ tưởng na cha đến từ đâu đệ tử bên cạnh cũng đang nghị luận sôi nổi đây là hỗn đạo đồng tử đứng hàng thứ 10 trong nội môn hắn đã là trúc cơ đỉnh phong rất nhanh sẽ bước vào kim đan cảnh chỉ thấy hỗn đạo đồng tử liếc mắt nhìn trời tức giận bất bình nói hôm nay dù là liều mạng chết bảo bối này cũng không thể để ngươi cướp đi ánh mắt hắn nhìn chung quanh đám đệ tử tràn ngập lãnh liệt tất cả đệ tử ngoại môn đều đồng thời cúi đầu tôi cũng mau chóng làm theo như vậy nếu không phải người chung quanh đồng loạt cúi đầu tôi thậm chí còn muốn nhìn kỹ hơn nữa phong hỏa luân đeo khuyên tay trên vành tai hỗn đạo đồng tử ánh mắt lạnh lẽo ngón tay hắn điểm một cái không người lại điểm chúng tôi đệ tử phụ cận đồng loạt lui về phía sau chung quanh tôi nhất thời không còn ai tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh toát ra tại sao lại là ta chứ lão tử đào mộ tổ tiên ngươi hà Hỗn đạo đồng tử vừa nhấc chân, cả người lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại là đã đến trước mặt tôi. Tôi vội vàng tỏ vẻ hắn nhận lầm người, chính mình mới gia nhập sư môn không quen biết hắn, dù sao thì tôi cũng vừa được tái sinh, tôi không muốn lĩnh cơm nhanh như vậy. Hỗn đạo đồng tử mỉm cười, không sai đâu, ta chỉ chọn ngẫu nhiên thôi. Tiểu sư đệ hẳn là biết ta là ai, hôm nay ngươi may mắn đấy, ta có một việc muốn ngươi làm. Ta vội vàng biểu thị mình vốn nên toàn lực ứng phó, nhưng cảnh giới của mình thấp kém, nay chỉ là cảnh giới luyện khí một tầng, e là không giúp được gì cho sư huynh. Hỗn đạo đồng tử lại nói, cảnh giới không sao cả, chỉ cần sợ chết là được. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm nhét vào tay tôi, bảo tôi trông chừng cái hộp gấm này, bất cứ ai muốn đều không thể đưa, dù chết cũng không thể đưa, nếu không, tôi sẽ sống không bằng chết. Nghe tiếng cười khặc khặc của hắn, tôi tuyệt vọng không thôi. Nhưng đúng lúc này, một đạo bạo âm sắc bén truyền đến, Hỗn đạo đồng tử ngươi cho rằng trốn ra ngoài là ta không tìm thấy ngươi được sao? Âm thanh này làm cho tai tôi ù ù, đệ tử ngoại môn ở đây, không ngờ từng người đều ngã nhào xuống đất, che lỗ tai lăn lộn đầy đất cảnh tượng này làm tôi khiếp sợ người người